Chào mừng các bạn đến với cả kênh Dị Chuyện. Và ngày hôm nay thì chúng ta cùng nhau đến với cả tập 247 của bộ truyện Tiên Nghịch, tác giả Nhĩ Căn, người đọc Phi Tùng. Các bạn đừng quên ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Dị Chuyện để cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này thì một cỗ uy áp khó có thể tưởng tượng được muốn cho Vương Lâm phải quỳ ở trên mặt đất, muốn cho Vương Lâm phải khuất phục pho tượng này. Ánh mắt của Vương Lâm lộ ra hồng quang, trong tiếng gầm nhẹ thì cổ thần lực từ trong cơ thể bỗng nhiên bạo phát mà ra. Cổ thần thì bất kính thiên địa, không sợ đạo tắc, nghịch thiên mà đi, đúng là bộ tộc cổ xưa. Chỉ là một pho tượng, ngươi làm sao có thể khiến cho cổ thần khuất phục được chứ? Ở trong khoảnh khắc cổ thần lực bạo phát thì Vương Lâm đứng thẳng người, ánh mắt như là điện lần thứ hai va chạm với cả hai ánh mắt của pho tượng. Tâm tuyệt không phục. Ở trong thiên địa này không vật gì có thể khuất phục được cổ thần. Thiên đạo không được, quy tắc không được, và ngươi cũng không bao giờ được. Tinh điểm cổ thần trên mi tâm Vương Lâm cấp tốc xoay tròn, và trong cơ thể hắn có tiếng bộp bộp truyền ra. Tuy rằng vẫn chưa hóa thành cổ thần chân nhân, nhưng mà cường độ thân thể cũng như là đang không ngừng nén ép mà điên cuồng bạo tăng. Thân thể hùng mạnh, ngưng tụ càng nhiều thì cổ thần lực càng khiến thân thể Vương Lâm giống như là ngọn núi đứng thẳng tắp. Một cỗ khí tức bất khuất thiên địa bộc phát ra không chút giữ lại, đối kháng với cả uy lực truyền ra từ pho tượng kia. Từng trận sóng gợn vô thanh vô tức đột nhiên quanh quẩn ở trong đại điện, hình thành một cơn gió lốc quét ngang đại điện, khiến cho thân thể Vương Lâm lùi lại phía sau. Trong tiếng gầm nhẹ thì Vương Lâm gắng gượng từng bước nhìn chằm chằm vào pho tượng kia. Lúc này thì hắn mơ hồ có một loại ảo giác, pho tượng này giống như là đang sống, đang lạnh lùng nhìn mình. À, một tiếng. Vương Lâm đột nhiên ngẩng đầu thét lớn một tiếng giống của cổ thần, long trời lở đất. Tất cả sinh linh đều phải tránh lui, không có tư cách ở phía trước. Và trong tiếng giống giận thì động phủ bên ngoài đại điện lập tức có tiếng tan vỡ ầm ầm truyền đến, giống như không chịu nổi tiếng giống giận này. Hơn nữa, dưới tiếng giống giận này, Vương Lâm nhấc chân mạnh mẽ bước về phía trước một bước. Một bước này nhìn như đơn giản nhưng đối với cả Vương Lâm mà nói lại cực kỳ khó khăn. Dưới uy áp hùng mạnh không thể tin nổi kia, trong khí tức khiến người ta phải tan vỡ kia, lùi về phía sau là con đường duy nhất. Nhưng mà lùi về phía sau có nghĩa chính là biểu hiện sự khuất phục. Đang không ngừng lùi về phía sau nếu không thể nghịch chuyển, như vậy chính là đã hoàn toàn khuất phục. Cổ thần thì dám nghịch thiên, dám nghịch đạo. Nếu như khuất phục pho tượng này thì Vương Lâm sẽ không xứng đáng để trở thành một cổ thần chân chính. Vương Lâm bước ra một bước chậm, thậm chí có thể cảm nhận được trong cơ thể truyền đến tiếng vỡ vụn đáng sợ. Một bước này bước ra chính là trực tiếp đối kháng với cả uy áp của pho tượng, không một chút né tránh. Nhưng mà tất cả những điều này lại phù hợp với cả cổ thần truyền thừa ở trong cơ thể của Vương Lâm. Lùi về phía sau 10 bước, 100 bước chính là lùi bước. Mà cho dù không lùi về phía sau, tận lực cố gắng dừng tại chỗ này, tuy rằng không bại nhưng quá mức là bình thường. Mà loại bình thường này đã quyết định đạo của người đó thì chỉ có thể thuận thiên thừa vận mà thôi. Nhưng bước tới một bước thì lại khác hẳn, điều này biểu hiện cho sự phản kháng, biểu hiện cho sự nghịch. Một bước này bước ra thì uy nghiêm trên pho tượng kia trong thời gian ngắn bạo tăng, giống như có vô số ngọn núi lớn đè lên Vương Lâm, không cho phép hắn phản kháng. Bụp một tiếng, sau lưng Vương Lâm có máu tươi từ trong tóc gáy phun ra, nhưng thân thể sừng sững quán lại bước tới một bước nữa. Vương Lâm ta thân là nghịch tu, ngay cả trời đều dám nghịch, và ngay cả vận mệnh đều dám phản kháng. Hôm nay ở trong này làm sao có thể lui ra phía sau được chứ? Vương Lâm bước tới một bước, ngược dòng mà lên, giống như đã xúc phạm thiên uy, lập tức liền có uy áp vô biên tràn đến. Chạm với được đạo thì chết cũng yên lòng. Trái tim nghịch thiên của ta sinh ra ý niệm bất khuất, sợ hãi cái gì chứ? Chỉ có chết mới khiến ta phải dừng lại mà thôi. Dưới uy áp không thể tưởng tượng này, toàn thân Vương Lâm lại phun ra một lượng máu tươi lớn, cả người thoạt nhìn giống như là một huyết nhân vậy. Nhưng hắn lại cười dài, trong tiếng cười lộ ra ý chí bất khuất, dục ngã độc tôn. Và lúc này đây toàn thân Vương Lâm thông suốt, tất cả suy nghĩ hỗn độn nhất loạt chặt đứt, chỉ còn lại một chữ nghịch mà thôi. Năm đó khi mà Vương Lâm lấy nghịch vấn đỉnh ở vùng đất yêu linh, thì hôm nay cũng là ở nơi yêu linh này, nghịch quán bị việc thế gian niêm phong, bị La Thiên một mực áp chế, bị tâm thần bản thân che giấu, lại một lần nữa phóng ra rực rỡ.
Hết thảy giống như là nhân quả vậy. Trong tiếng cười dài, Vương Lâm lại một lần nữa bước về phía trước. Trong khoảnh khắc thứ ba này, bước chân thứ ba hạ xuống, thì uy áp trong đại điện trong thời gian ngắn tiêu tan không còn nữa, căn bản giống như chưa từng xuất hiện. Dưới pho tượng, nữ tử áo trắng vẻ mặt phức tạp lặng yên nhìn Vương Lâm. Toàn bộ đại điện chỉ có tiếng cười dài rung động đến tâm can của Vương Lâm đang chậm rãi tiêu tan. Lúc trước trong khoảnh khắc hắn nhìn đến pho tượng này, liền đoán được pho tượng này khắc ai. Tướng mạo người này có vài phần tương tự với cả Thanh Xương ở trong tiền tháp. Hơn nữa, người mà chỉ là một pho tượng đã có loại uy áp hùng mạnh như thế này thì chỉ có một, chính là tiên đế Thanh Lâm. Sau lưng Vương Lâm mồ hôi lạnh đã ướt sũng. Một khắc vừa rồi hắn đã cảm nhận được nguy cơ trước nay chưa từng có. Nếu không có cổ thần lực thì sợ là lúc này hắn đã chết bất đắc kỳ tử. Ánh mắt Vương Lâm đã có hàn quang rơi trên người nữ tử áo trắng. Ngươi đã thông qua khảo nghiệm. Nữ tử áo trắng cúi đầu hạ giọng mà nói. Ngươi là ai? Vương Lâm bình tĩnh hỏi. Một trong tiên đế bát phi, Hoa Phi Hàm Yên. Nữ tử ngẩng đầu nhìn pho tượng, trong mắt lộ ra vẻ dịu dàng, còn có quyền luyến đồng đậm. Nàng thở dài xa xôi, ngọc thủ vung lên phía trước, lập tức thì mặt đất đại điện rung động bầm bầm. Dần dần từng khối đất đá run rẩy nổi lên, giống như có một cỗ lực lượng kỳ dị bao phủ, khiến cho tất cả những khối đất đá này hình thành một trận pháp kỳ dị giữa Vương Lâm và nữ tử áo trắng. Mà sau khi trên mặt đất không còn đất đá, rõ ràng đã hình thành một khung cảnh tinh không. Trong bóng đêm tràn ngập vô số tinh vân, cũng có tinh điểm lóe lên rực rỡ. Càng không thể tin nổi chính là tinh điểm trong tinh không kia đều không phải là bất động, mà đang chậm rãi di động. Cảnh tượng này khiến hai mắt của Vương Lâm sững lại một lát. Nơi yêu linh này là một tòa tiên phủ, nó trôi nổi trong tinh không với cả phương thức đặc thù. Những gì ngươi nhìn thấy không phải hư ảo đâu, mà là chân thật đó. Hãy đi vào trong truyền thống trận này, ngươi có thể tiến vào chỗ phong ấn. Nếu ngươi có năng lực mở ra thì có thể tiến vào tiên phủ chân chính. Trong tiên phủ kia là nơi bế quan của tiên đế Thanh Lâm sao? Vô Lâm di chuyển ánh mắt từ tinh không ở trên mặt đất dừng lại trên trận pháp dùng đất đá tạo thành kia. Nữ tử áo trắng trầm mặc nhìn pho tượng trên tiên đế, một lúc lâu sau nàng hạ giọng nói. Năm đó khi chàng trở về vốn đã bị thương. Trên đường lại bị hai người ngoại giới giằng co, liền mở ra tiên phủ, ở trong đó mà chữa thương. Nguyên bản không có cửa vào, chàng chỉ lưu lại bốn cửa vào. Nếu bốn cửa này đồng thời mở ra thì ở trong vùng đất yêu linh có thể xuất hiện một thông đạo chân chính đi tới chỗ bế quan. Ngươi có được định thân thuật, lại mang theo thi thể của Thanh Xương, hơn nữa là người họ Vương, ta sẽ không ngăn cản ngươi. Đồng bạn của ngươi sau khi tiến vào truyền thống trận cũng sẽ xuất hiện theo ý của ngươi. Nữ tử áo trắng nói xong than nhẹ một tiếng, xoay người đi về chỗ sâu trong đại điện. Bóng dáng nơi này ở trong mắt Vương Lâm tràn đầy cô độc và buồn rầu. Mà người của họ Vương là ý là sao? Vương Lâm hỏi nhanh. Nếu có cơ duyên, ngươi sẽ biết được thôi. Thanh âm yếu ớt của nữ tử áo trắng dần dần chìm vào trong bóng tối. Với tu vi của tiền bối, sao không đi cùng với ta? Vương Lâm nhìn phía xa lập tức nói. Nữ tử áo trắng đã tiến nửa người vào trong bóng tối, dừng lại một chút, lưng quay về phía Vương Lâm, trên mặt lộ ra vẻ chua xót, khẽ nói. Ta không thể đi được. Nói xong, thân ảnh của nàng hoàn toàn dung nhập vào trong bóng tối biến mất. Nữ tử áo trắng đi ra chỗ sâu ở trong đại điện, địa phương mà Vương Lâm không biết đến. Vẻ mặt nàng vẫn còn chua xót. Ở trên người nàng dần dần tản ra từng trận bạch quang, chỉ là quang này lại dung hợp với cả hắc ám, ở bên ngoài không nhìn ra bất cứ một chút hào quang nào. Ở trong bạch quang thì nữ tử dần dần dừng lại. Trên hai chân có một mảnh màu xanh. Màu xanh này tràn ngập rất nhanh đã bao phủ toàn bộ thân thể nàng. Và cuối cùng khi mà hào quang lóe lên, nàng biến mất. Thay vào đó lại là một đóa hoa cực kỳ xinh đẹp nở rộ ở chỗ sâu trong đại điện. Hoa phi đã chết, còn sót lại chỉ là một gốc hoa tiên. Một gốc hoa tiên không thể rời khỏi động phủ này được. Đóa hoa nở rộ kia rất là xinh đẹp, chỉ có điều vẻ đẹp này lại lộ ra vẻ thê lương, nộ ra ở nơi tối đen không có ai có thể nhìn thấy. Vô Lâm trầm mặc nhìn phía trên truyền thống trận, thân mình nhoáng lên một cái bước vào bên trong. Chỉ là khi tới gần, ánh mắt của Vương Lâm rơi vào trong bóng tối chỗ sâu ở trong đại điện, dường như thấy được một số thứ gì đó. Thân thể Vương Lâm tiến vào trong truyền thống trận, trận pháp liền lóe ra hào quang, thân ảnh của hắn biến mất ở trong đó.
Khi mà Vương Lâm xuất hiện thì trước mặt là một chỗ không gian hư ảo. Một trận pháp khổng lồ được vẽ trên mặt đất. Ở vị trí chính giữa có một khối đá màu đen. Vương Lâm cẩn thận quan sát xung quanh, sau đó đi vào trong trận pháp khổng lồ, tới gần khối đá. Sau khi trầm ngâm một lát, hắn vỗ vào túi chữ vật, lập tức chia. Lập tức thì chìa khóa tiên phủ lúc trước thu hoạch nhanh chóng được bay ra. Vật ấy vừa bay ra liền hóa thành làn khói nhẹ chui vào trong khối đá kia. Nháy mắt thì trận pháp khổng lồ trên mặt đất xuất hiện hào quang. Một đám phù văn từ trong trận pháp bay ra, cuối cùng bao phủ tất cả những vị trí xung quanh. Trận pháp bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Trong khoảnh khắc trận pháp vận chuyển, toàn bộ trận pháp đột nhiên xuất hiện liên hệ vi diệu với cả Vương Lâm. Vương Lâm chỉ thấy mắt hoa lên. Đợi khi rõ ràng thì hắn đã nhìn thấy toàn bộ tòa động phủ thứ tư này. Một khắc này dường như cả tòa động phủ này toàn bộ đều nằm trong tâm thần của hắn. Chỉ cần một ý niệm trong đầu liền có thể phá vỡ bất cứ một cấm chế nào, có thể khống chế hết thảy ngoại trừ đại điện kia thôi. Hắn đã nhìn thấy Tư Đồ Nam, đã nhìn thấy đám người Phù Phong Tử vốn bị hoa hải ở trên mặt đất bao trùm biến mất. Tâm niệm hắn vừa động, Phù Phong Tử và Trần Đạ Tam Tử đầu to lôi cát toàn bộ biến mất. Tư Đồ Nam ở phía sau cũng đang cau mày. Từ khi Vương Lâm tiến vào trong đại điện thì lão đều luôn cảnh giác, ánh mắt lóe lên hàn quang. Đúng vào lúc này, vẻ mặt Tư Đồ Nam bỗng nhiên khẽ động. Lão cảm giác thấy có một cỗ thần thức đảo qua trên người mình, thần thức này rất là quen thuộc. Vương Lâm sao? Sau khi thần thức Vương Lâm đảo qua, thân thể của Tư Đồ Nam cũng liền biến mất vô ảnh vô tung. Khi mà xuất hiện thì đã đứng ở bên trên trận pháp khổng lồ kia. Động phủ đã hoàn toàn mở ra, Lôi Cát, ngươi tu vi không có đủ, ở chỗ này chờ chúng ta trở về. Trong khi mà thanh âm của Vương Lâm quanh quẩn thì trận pháp trên mặt đất đã lóe lên kịch liệt. Cùng với lúc đó, ở trong vùng đất yêu linh cũng đồng dạng có biến hóa kinh người. Ở trong vùng đất yêu linh thì chỗ chính bắc có một mảnh bình nguyên bát ngát. Lúc này trên khoảng không của bình nguyên đột nhiên gió nổi mây bay, xuất hiện biến hóa kỳ dị. Tầng mây di chuyển quần quận từ bốn phương tám hướng ngưng tụ đến, tràn ngập giống như là biển mây vậy. Hơn nữa có từng trận tiếng rít từ trên bầu trời phía xa truyền tới. Biển mây này dày đặc, tụ thành từng mảng lớn. Đột nhiên có một cột sáng từ mặt đất trong bình nguyên phóng thẳng lên trời. Cột sáng này dường như là chống đỡ thiên địa của vùng đất yêu linh. Trong không trung truyền ra tiếng sấm ầm ầm. Theo tiếng sấm không ngừng lên cao thì rất nhiều đợt sóng gợn quanh quẩn. Hơn nữa lực trùng kích tràn ngập tản ra bốn phía, làm cho tầng mây lùi về phía sau. Do đó thì cột sáng này vươn thẳng lên 9 tầng trời. Ở nơi cao nhất ở trên bầu trời hóa thành từng quầng sáng chậm rãi mà tản ra. Trong khoảnh khắc thì cột sáng này xuất hiện, lại có một cỗ tiên khí nồng đậm từ trong cột sáng kia tràn ra. Trong thời gian ngắn đã bao phủ gần 3 phần của vùng đất yêu linh. Trong tầng mây thì có mấy hắc điểu xấu xí bay qua. Đúng vào lúc này thì khi mà lướt qua như là gió thì mấy con hắc điểu này thân mình run lên, từ trong cơ thể phun ra đại lượng hắc khí nhẹ nhẹ tiêu tan theo tiên phong. Khi mà hắc khí tan hết thì mấy con hắc điểu này bỗng nhiên biến đổi, không ngờ hóa thành mấy con tiên hạc màu trắng linh động đến cực điểm. Từng trận tiếng kêu vui sướng vang lên, chúng vỗ cánh vẽ thành hình cung duyên dáng dần dần mà đi xa. Trong vùng đất yêu linh tràn ngập yêu khí vô hình. Những yêu khí này thì chính là nguồn suối của người tu luyện yêu linh. Lúc này tiên khí tràn ngập lập tức khiến cho trên không trung xuất hiện một cảnh tượng kinh người. Trong thiên địa tràn ngập yêu khí, dưới sự tấn công của tiên khí lập tức sinh ra va chạm kịch liệt, giống như thủy hỏa bất dung vậy, nổi lên từng trận biến hóa kỳ dị. Chỉ có điều yêu khí nơi đây thì quá sức là quá nhiều, chỉ có tiên khí phát ra từ trong một cột sáng căn bản là không đủ mà đối kháng, thì rất nhanh đã bị yêu khí vô tận xung quanh áp chế xuống. Nhưng mà theo đại lượng tiên khí không ngừng tuôn ra từ trong cột sáng thì cuối cùng trong phạm vi trăm dặm dưới sự ngưng tụ của tiên khí cũng đã khiến cho yêu khí không thể áp chế toàn bộ. Trong trăm dặm tất cả là tiên khí, ngoài trăm dặm lại là thiên hạ của yêu khí, giống như đã hình thành một mức cân bằng vậy. Tiên khí không thể khuếch tán mà yêu khí cũng không thể tiếp tục xâm nhập. Đúng vào lúc này, trong tòa động phủ thứ ba của vùng đất yêu linh, Lăng Thiên Hậu cùng với cả nam tử mặc y phục màu tím, còn có Không Hư Tử lai lịch cực lớn nữa, ba người khoanh chân ngồi trong trận pháp của tòa động phủ thứ ba. Lăng Thiên Hậu hai mắt mở ra, tinh quang chợt lóe, không chút do dự mà tay phải hư không chụp một cái. Lập tức thì hư không phía trước xuất hiện một khe hở, từ bên trong đó bay ra một mảnh lớn khói xanh. Chìa khóa mơ hồ hiện ra ở trong khói xanh lượn lờ. Mất không đến 7 ngày đã khai thông tòa động phủ thứ tư.
Vương Lâm này lão phu vốn đã đánh giá cao, nhưng mà hiện tại xem ra vẫn còn thấp rồi. Năm đó mở ra tòa động phủ thứ ba này, ta cũng dùng gần cả một tháng đó. Trong khi trầm mặc, tay phải của Lăng Thiên Hậu chỉ về phía hòn đá màu đen ở trung tâm trận pháp ở dưới chân. Lập tức thì khói xanh khẽ động vần quanh hắc thạch, nhanh chóng dung nhập vào bên trong. Hắc thạch chấn động, trận pháp lập tức được mở ra. Nơi chính tây của vùng đất yêu linh, nơi đây thuộc phạm vi của Linh Yêu Quận. Và lúc này trên không trung kịch biến, dưới tầng mây ngưng tụ một cột sáng đột ngột từ mặt đất xông lên. Theo cột sáng xông lên, tầng tầng chấn động trong phút chốc truyền ra bốn phía vô tận. Cột sáng xông thẳng lên trời, mang theo tiếng nổ ầm ầm, tiên khí nồng đậm trong khoảnh khắc tràn ra, lại một lần nữa va chạm với cả yêu khí của vùng đất yêu linh. Lúc này cột sáng của hai phương vị chính bắc và chính tây dường như cũng đã có phản chiếu, lập tức cũng điên cuồng bạo tăng, ý đồ lao ra khỏi vòng vây trăm dặm, mở ra phía ngoài. Cùng với lúc đó thì nơi chính nam, trong khi mà tiên khí đang giằng co với cả yêu khí, lại có một cột sáng xông thẳng lên trời. Tiên khí bao phủ trào ra càng nhiều, ở vùng đất yêu linh đã triển khai một trận tiên yêu chi chiến. Trên phận tử khoanh chân ngồi trong tòa động phủ thứ hai, nhìn trận pháp mở ra, vẻ mặt thì bình tĩnh, nhưng mà trong mắt cũng có một đạo hào quang kỳ dị lóe ra không thể tra được. 7 ngày, Thiên Vận Tử trầm mặc, nhìn không ra hỉ nộ và tâm tư gì cả. 3 cột sáng lần lượt xuất hiện trong vùng đất yêu linh này lập tức dẫn đến sự chú ý của gần như tuyệt đại bộ phận cường giả trong vùng đất yêu linh. Nhất là yêu khí biến hóa kịch liệt lại càng làm cho bọn họ lâm vào hoảng sợ. Vô số vạn năm qua, tại vùng đất yêu linh không có biến hóa gì, dường như trong khoảnh khắc 3 cột sáng này xuất hiện đã có biến hóa khó có thể tưởng tượng. Tiên khí của 3 cột sáng tràn ra, trong khi mà khuếch tán ra thì không ngừng, dường như phân thành 3 chiến trường không ngừng va chạm với cả yêu khí. Trong toàn bộ vùng đất yêu linh ngoại trừ phía đông thì gần như toàn bộ đều lâm vào trong một mảnh muôn màu muôn vẻ. Chỉ có điều yêu khí của nơi đây trải qua vô số năm tích lũy thật là quá nhiều. Như vậy tiên khí trong vòng 3 cột sáng hiển nhiên không đủ để lay động toàn bộ vùng đất yêu linh. Nơi đây là một tòa động phủ thứ nhất. Hai người Vân Tiên Đạo Lữ đang yên lặng đứng ở chỗ phong ấn. Dưới chân của bọn họ chính là trận pháp khổng lồ. Vương Nguy vẻ mặt như thường, nhưng mà ở trong mắt lại có một tia kích động khó có thể áp chế. Hắn hít sâu một hơi thì thào lẩm bẩm: cuối cùng ta cũng đã đợi được đến ngày hôm nay. Hồ Quyên đứng bên cạnh hắn, cầm tay của Vương Nguy hạ giọng nói: lúc này đây chúng ta cũng sẽ thành công thôi. Chuẩn bị đã lâu như vậy, lúc này đây nhất định là phải thành công. Vương Nguy gật gật đầu. Phía sau hai người là một hư ảnh ẩn hiện, từ đó phát ra một cỗ khí tức rất là sắc bén, mơ hồ lộ ra một cỗ khí tức mà nếu Vương Lâm ở đây hẳn là sẽ thấy rất là quen thuộc. Vùng đất yêu linh này có ai biết được tên của nơi đây năm đó là Tiên Linh Thiên Cảnh chứ? Vương Nguy than nhẹ, nâng tay phải lên hư không vỗ về phía hắc thạch ở trong trận pháp. Hắc thạch này lập tức lóe lên hào quang dẫn dắt toàn bộ trận pháp vận chuyển. Yêu mao đổ độc hôm nay khiến cho càn khôn tái hiện rồi. Trong mắt Vương Nguy lộ ra tinh quang. Ở nơi chính đông của vùng đất yêu linh thì bỗng nhiên xuất hiện một cột sáng nối tiếp với cả 9 tầng trời. Trong tiếng rít gào vang thiên địa, tiên khí vô tận theo đó mà điên cuồng tràn ra. Trong nháy mắt này, 4 phương vị đông tây nam bắc của vùng đất yêu linh, 4 cột sáng kịch biến nổi lên. Dưới sự sao thoa lẫn nhau dường như là hình thành một trận pháp cực lớn. Đại lượng tiên khí ầm ầm tản ra, mức độ nồng đậm so với cả lúc trước còn hơn vô số lần. Trong phút chốc liền tràn ngập thiên địa, hóa thành một trận gió lốc tiên khí quét ngang vùng đất yêu linh này. Nơi mà tiên khí quét qua thì mặt đất màu đỏ sậm giống như là bị tro bụi xóa đi, lộ ra một mảnh màu đen tràn đầy hương thơm bùn đất. Nhất là chỗ thực vật yêu dị khi mà gió lốc quét ngang qua lại lộ ra mầm non xanh. Một mảnh rừng liên miên không dứt, theo tiên khí gió lốc quét ngang khu trừ hết thảy yêu khí. Rừng rậm vốn yêu dị, mỗi một thân cây vốn giống như là yêu vật lập tức run lên khôi phục lại bộ dáng ban đầu, trở thành những thân cây lớn thẳng tắp. Ngay cả một ít mãnh thú trong rừng rậm, trong khi mà tiên khí gió lốc quét ngang qua đều trở nên run rẩy. Một con hắc hổ dài một sừng đang đi trên mặt đất, hai mắt lộ ra u quang nhìn chằm chằm về phía trước, nước dãi thì theo khóe miệng chảy xuống. Phía trước có một đám con nai tràn ra đầy yêu khí. Những con nai này thì toàn thân màu tím đang cắn xé lẫn nhau, không có một chút hòa hoãn nào cả.
Và ngay trong khoảnh khắc khi mà hắc hổ kia định lao lên thì tiên khí gió lốc quét ngang qua, giống như cuồng phong tràn ngập cuốn đi tất cả yêu khí, yêu thụ không còn. Cỏ xanh màu đỏ ở trên mặt đất cũng đã khôi phục màu xanh. Đám nai con đang cắn xé lẫn nhau, cả đám thân mình run rẩy nằm sấp ở trên mặt đất. Màu tím của thân thể dần dần rút đi, hóa thành màu sắc vốn có, lộ ra tiên ý. Hắc hổ kia chuẩn bị lao tới, trong tiếng rít gào thân thể trở nên run rẩy, độc giác ở trên đầu vỡ tan. Thân thể màu đen trong khoảnh khắc biến thành màu trắng. Lại có một cỗ thiên khí lượn lờ, không còn dáng vẻ độc ác nữa, mà thay vào đó là một cỗ khí tức linh động. Theo gió lốc tiên khí kết ngoang thì cả mảnh rừng rậm từ trong cảm giác yêu dị đã thay đổi triệt để. Từ xa nhìn lại chính là tiên cảnh. Sông nhỏ bên ngoài rừng rậm mặc dù trong xanh nhưng mà nước này lại tràn đầy yêu khí. Nếu dùng thời gian quá dài đương nhiên sẽ thân thể ngưng tụ yêu khí, thay đổi thể chất. Ngay cả con cá ở trong sông cũng bị yêu khí xâm nhập biến thành yêu dị. Con cá lớn bằng bàn tay bình thường, răng nanh dài sắc bén, có thể dễ dàng xé nát cả một phàm nhân. Nhưng mà lúc này dưới tiên phong quét ngang thì dường như là có một mảnh xương xám bị quấn đi vậy. Con sông nhỏ càng thêm trong suốt không nói, hơn nữa lập tức tràn ngập từng trận linh khí. Thậm chí ngay cả nước sông thì cũng có chút ngọt ngào. Những con cá trong đó, cả đám thì run rẩy, bộ dáng thay đổi từ dữ tợn hóa thành bảy màu, bơi lội đua đùa với nhau. Nếu như là từ trên không trung nhìn xuống có thể nhìn thấy rõ ràng toàn bộ vùng đất yêu linh, bởi vì tiên phong quét qua mà hết thảy đều đang biến hóa. Dường như thế giới này vốn là như vậy, chẳng qua vô số năm trước, bởi vì một trận biến cố khiến cho ở nơi đây đã trở thành yêu vực. Mà hiện tại, nhờ toàn bộ bốn cột sáng mở ra, tiên khí một lần nữa xuất hiện ở nơi đây, rất nhanh xua tan đi yêu khí ô uế ở nơi này. Tất cả những chỗ đen sẫm ở trên mặt đất giống như là tuyết tan dần bị quang minh thay thế. Nơi yêu khí tràn ngập cũng nhanh chóng bị cuốn đi. Cảnh tượng này giống như mạnh mẽ vén lên một chiếc khăn yêu khí che phủ vùng đất yêu linh. Giờ đây lộ ra một diện mạo thực ở trong đó. Nhất là nơi yêu quận đô thành, mỗi một bộ lạc yêu linh ở trong tiên khí quét ngang thiên địa thì lập tức thay đổi hoàn toàn. Mỗi người ở nơi đây đều mặt lộ ra vẻ thống khổ, dường như không đứng vững, đều ngã ở trên mặt đất. Từng trận yêu khí từ trong người bọn họ chui ra bị thiên phong quét đi. Trong cơ thể mỗi người vốn tích lũy rất nhiều yêu khí, khi bọn họ một lần nữa tỉnh lại thì ở trên người bọn họ đã không còn yêu khí. Có toàn bộ đều là từng trận tiên khí nhẹ nhàng và mê man. Theo tiên khí không ngừng tràn ra từ bốn cột sáng thì tiên khí ở đây càng thêm đậm, tràn ngập thiên địa. Tiên khí quét ngang, ngay cả bầu trời cũng dần dần trở nên trong xanh. Dường như tất cả yêu khí ở dưới tiên khí nồng đậm này, tất cả đều toàn bộ đều bị tiêu tan. Phóng mắt nhìn non xanh nước biếc, tiên hạc bay múa, còn có linh thú kêu hót, đại địa đã không còn yêu linh gì nữa. Và đây chính là tiên linh thiên cảnh. Nhưng mà trong tiên linh thiên cảnh một lần nữa khôi phục nguyên trạng lại vẫn còn mấy địa phương yêu khí kiên cố như là bàn thạch. Tùy ý tiên khí tấn công mà vẫn sừng sững bất động. Ở trong tiên linh thiên cảnh thì trong một thung lũng, trong một thủy đàm hiện lên một khuôn mặt yêu dị nhìn chằm chằm vào tiên khí quét ngang bầu trời, mắt thì lộ ra u quang. Một kế của Thanh Xương thật là giỏi, không nghĩ tới trong khoảnh khắc động phủ mở ra không ngờ lại có biến cố như vậy. Nếu không phải ta đã hấp thu yêu linh khí khác thì lúc này nhất định sẽ bị áp chế gắt gao. Tuy nhiên hiện tại tất cả những điều này đều đã chẳng còn vấn đề. Cho dù vùng đất yêu linh này không phục lại như là năm đó thì cũng chẳng ngại. Động phủ mở ra, lúc này đây ta nhất định sẽ thành công thôi. Cổ ma, tiên đế, bối la ta đến đây. Khuôn mặt yêu dị này đột nhiên xuất hiện vẻ dữ tợn vạn vẹo, trực tiếp lao ra thủy đàm hóa thành một đạo yêu mang bay về phía bầu trời. Tiên phong thổi qua thân thể của hắn, nhưng mà trong khoảnh khắc tới gần lập tức bị yêu quang này cắn nuốt. Không ngờ lại hóa thành yêu khí tăng thêm ánh sáng của yêu quang. Trong tiên linh tiên cảnh, ở phía dưới một chỗ yêu quận đế đô thì Diêu Tích Tuyết đang khoanh chân ngồi bỗng nhiên ngẩng đầu. Trong khoảnh khắc nàng ngẩng đầu chính là lúc mà tiên phong thổi qua. Và ngay lập tức nàng cảm nhận được tiên khí. Trong khi thân thể run rẩy, mắt lộ ra u quang thì lập tức yêu khí tràn đầy từ trong cơ thể nàng bỗng nhiên bùng nổ.
hình thành một cỗ lốc xoáy khổng lồ, quấn toàn bộ thiên khí trên người vào trong lốc xoáy, nhanh chóng phá vỡ và hấp thu. Thân mình của Diêu Tích Tuyết nhoáng lên một cái lập tức biến mất tại chỗ, lúc hiện ra đã đứng ở giữa không trung. Toàn thân của nàng thì bị từng trận yêu khí bao phủ, không thấy rõ dung mạo nhưng khí tức băng lãnh lại nồng đậm tới cực điểm. Sau khi dừng lại một chút, nàng lập tức hóa thành yêu quang bay thẳng về phía trước. Còn có một địa phương cũng là bảo tồn tại giới thiên khí, đó chính là Luyện Hồn Tông hiện tại ở Hỏa Yêu Quận. Ở trong Luyện Hồn Tông thì chỗ tượng đá Vương Lâm tiên khí rít gào thổi qua, muốn quét sạch yêu khí ở trong tượng đá. Lập tức thì từ trong tượng đá truyền ra một trận tiếng huýt gió sắc bén. Và trong khoảnh khắc khi mà tiên khí thổi đến thì toàn bộ mấy trăm vạn đệ tử của Luyện Hồn Tông đều cảm nhận được sự nôn nóng và hàm nghĩa ở trong tiếng kêu đó. Không cần người chỉ huy mà tất cả đệ tử Luyện Hồn Tông toàn bộ đều thi triển ra hồn phiên. Số lượng hồn phách không thể tưởng tượng được, lập tức tràn ngập ở trong đô thành. Dưới tầng tầng bảo vệ, lập tức bảo vệ lại tượng đá màu đen ở trong thung lũng. Toàn bộ Luyện Hồn Tông đô thành tràn ngập màn xương đen, vô số hồn phách rít gào chống lại tiên phong kia. Chỉ có điều lực lượng của tiên phong này quá là lớn, trong khi quét ngang qua Luyện Hồn Tông liền giống như là con thuyền đơn độc ở trong sóng dữ, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể là tan vỡ. Mấy trăm vạn người của Luyện Hồn Tông trong màn xương đen đều đả tọa, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi nhưng vẫn cắn răng mà kiên trì. Đúng vào lúc này, đột nhiên trong tiên phong đang đánh tới lập tức có một bộ phận không ngờ có chút thay đổi, giống như có được ý chí của bản thân vậy. Chẳng những không quấn lấy Luyện Hồn Tông, mà ngược lại hình thành lốc xoáy ở xung quanh trợ giúp cho Luyện Hồn Tông chống cự lại ba cỗ tiên phong còn lại. Ba cỗ tiên phong dung hợp làm một kia dừng lại một chút, cũng không mạnh mẽ tấn công nữa mà thổi qua từ bốn phía, nháy mắt rít gào mà đi. Lốc xoáy tiên phong vần quanh Luyện Hồn Tông nhanh chóng co rút lại, đi theo lên và dung hợp vào trong đó cùng quét ngang qua thiên địa. Khi mà tiên phong này tràn ngập trong toàn bộ tiên linh thiên cảnh, thì bốn cột sáng ở phía đông tây nam bắc lập tức tản ra hào quang hoa mỹ, còn có một tia sáng bắn ra khiến cho bầu trời bao phủ ở trong hào quang. Bốn cột sáng kia bị tia sáng nối liền với nhau, dường như ở trong tiên linh thiên cảnh này đan chéo ra một tầng bảo vệ. Tiên linh thiên cảnh tích đủ lại mở ra vòng bảo vệ vốn phải tồn tại. Và trong khoảnh khắc này, ở vị trí trung gian giao thoa của bốn cột sáng cũng chính là điểm trung tâm nhất của tiên linh thiên cảnh. Theo tia sáng hoa mỹ lượn lờ thì trong vòng bảo vệ lại mở ra. Và trong khoảnh khắc này, tại vị trí trung tâm trung gian giao thoa của bốn cột sáng thì cũng chính là điểm trung tâm nhất của tiên linh thiên cảnh. Theo tia sáng hoa mỹ lượn lờ, theo vòng bảo vệ lại mở ra thì nơi này vốn là một nơi dãy núi ngang dọc, lập tức giờ đây nổi lên biến hóa. Mặt đất chấn động, từng dãy núi kia rơi xuống tảng đá lớn vụn, vô số bụi bặm quấn lên không trung. Từ xa nhìn lại, một mảnh bụi đất đã che phủ tất cả. Trong bụi đất đó thì có một dãy núi, đá vụn ầm ầm rơi xuống hơn nửa, trong đó tản phát ra hào quang màu tím. Một con tử long dài vạn trượng rít gào bay lên. Tử long này vừa động thì đá vụn lập tức toàn bộ rơi xuống. Tử long bay lên trời, một tiếng long khiếu long trời lở đất vang lên. Tử long này cực kỳ là uy nghiêm, nhất là hai mắt lộ ra băng lãnh vô tận. Ở phía sau nó, trên mặt đất lại có một dãy núi sụp đổ. Con tử long thứ hai rít gào bay lên. Cùng với lúc đó, dãy núi trên mặt đất sụp đổ càng nhiều. Chỉ khoảng nửa khắc thì từng con tử long lần lượt lao ra, và cuối cùng ở giữa không trung, 9 con tử long vườn quanh. Một tiếng long khiếu quanh quẩn thiên địa, dường như vang vọng mãi mãi. 9 con tử long này xoay quanh lần lượt thay đổi vị trí cho nhau, từng trận tử quang lóe ra, lập tức hóa thành một trận pháp hình tròn. Trận pháp này là do cửu long tạo thành. Ở khoảnh khắc mà trận pháp xuất hiện thì tiên khí trong toàn bộ tiên linh thiên cảnh lập tức thì bạo tăng. Cửu long trận pháp lơ lửng giữa không trung, tử quang lóe ra, cho dù là khoảng cách rất xa cũng có thể nhìn thấy rõ ràng tử ý đầy trời. Ở bên ngoài trận pháp lúc này không trung vặn vẹo một trận lại có 3 người biến ảo hiện ra, đúng là Lăng Thiên Hạo và nam tử họ Triệu mặc y phục màu tím. Ở giữa hai người là Hư Không Tử vẻ mặt bình tĩnh, nhưng hai mắt trong khi mà chớp thì đã có tinh quang lóe ra. Ba người này xuất hiện không lâu thì lập tức cách đó không xa lại vặn vẹo một người biến ảo đi ra nữa. Trong khoảnh khắc người này xuất hiện, hai mắt của Lăng Thiên Hạo lập tức khôi phục vẻ linh hoạt sắc bén. Hư Không Tử bên cạnh lão cũng ngẩng đầu,
ánh mắt dừng ở trên người Thiên Vận Tử vừa mới đi ra kia. Thiên Vận Tử vẻ mặt bình tĩnh hướng về phía của Hư Không Tử mà ôm quyền bình thản nói: "Thiên Vận Tử, ra mắt Hư Không Tử đạo hữu." Hư Không Tử mỉm cười gật đầu nói: "Nhận được lời mời của Lăng Thiên Hậu, lão phu cũng tới đây để nhìn một chút." Thiên Vận Tử ánh mắt nhìn về phía Kiều Long bên cạnh bình thản nói: "Với chút lực lượng của lão phu, thành công không lớn, nhưng nếu có các vị đạo hữu thì chẳng còn gì đáng ngại." Trong khi mà hai người nói chuyện với nhau thì bên kia trận pháp đồng thời xuất hiện vặn vẹo ở hai vị trí, chính là Vân Tiên Đạo Lữ và nhóm Vương Lâm hiện ra. Thân ảnh hư ảo đi theo phía sau của Vân Tiên Đạo Lữ, xung quanh Vương Lâm lại là Tư Đồ Nam và đám người Phù Phong Tử. Mọi người đồng thời xuất hiện không khỏi đánh giá lẫn nhau. Trong khoảnh khắc Vương Lâm xuất hiện, thân ảnh hư ảo phía sau Vương Nguy chấn động, cẩn thận nhìn Vương Lâm, trong mắt lộ ra cảm khái và sự vui mừng. Trong khoảnh khắc Vương Lâm xuất hiện thì thân ảnh hư ảo ở phía sau của Vương Nguy chấn động, cẩn thận nhìn Vương Lâm, trong mắt lộ ra cảm khái và sự vui mừng. Ánh mắt của Vương Lâm dừng lại trên người của Vân Tiên Đạo Lữ. Hai người này lúc trước hắn đã gặp qua nhưng mà cũng không quen thuộc. Chỉ là cái hư ảnh ở phía sau lưng hai người bọn họ thì lại khiến cho Vương Lâm liếc mắt một cái là nhận ra người này thì đúng là Chu Giật. Vương Nguy cảm thấy hứng thú liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, mỉm cười nói: "Ngươi chính là Vương Lâm lấy đi chìa khóa của tòa động phủ thứ tư sao?" Vương Lâm vẻ mặt như thường nhưng mà trong lòng lại ẩn cẩn thận. Hắn nhìn không thấu tu vi của nam tử trước mắt này, và nữ tử bên cạnh kia tu vi lại càng cao thâm khó dò nữa. Vân Tiên Đạo Lữ. Năm đó Vương Lâm từ Diêu Tích Tuyết biết được có một đôi đạo lữ như vậy tồn tại, hơn nữa nắm giữ một tòa động phủ chưa bao giờ ra ngoài. Lúc này hắn lập tức hiểu thấu được Vân Tiên Đạo Lữ này nói vậy chính là hai người này rồi. "Đúng vậy, chính là ta," Vương Lâm bình tĩnh trả lời. Hồ Quyên bên cạnh khẽ cười nói với cả Vương Nguy: "Đánh cuộc của chúng ta năm đó chàng thua rồi nhé." Vương Nguy mỉm cười gật đầu, cười nói với cả Vương Lâm: "Cấm chế nơi lối vào của triều tịch vực sâu ở Hỏa Yêu Quận năm đó chính ngươi bố trí sao?" Nói xong, tay phải Vương Nguy hư không vung lên, lập tức trong tay xuất hiện một gốc cỏ. Khoảnh khắc nhìn thấy gốc cỏ này, Vương Lâm liền nhận ra đúng là một đạo cấm chế của mình bố trí năm đó. Sắc mặt hắn không thay đổi, hơi hơi gật đầu: "Tốt, hậu sinh khả úy. Khi ta bằng tuổi ngươi không thể bố trí ra cấm chế xảo diệu như vậy." Vương Nguy thở dài, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng: "Tiền bối thật là khen chặt rồi." Vương Lâm ông quyền nói, ánh mắt giống như tùy ý đảo qua hư ảnh ở phía sau Vương Nguy. Trong khoảnh khắc ánh mắt Vương Lâm quét qua, hai mắt của Chu Giật lóe lên không thể tra ra được điều gì. Vương Lâm lập tức hiểu được. Đúng vào lúc này, đột nhiên chân trời phía xa có mấy đạo cầu vồng gào thét mà đến. Người đi đầu đúng là trung niên mỹ phụ như là thôn cô kia. Bốn người đệ tử đi theo phía sau nàng, Thiên Cầm và nữ tử nghi ngờ là Côn Hư Thánh Nữ cũng ở trong số đó. Thôn cô mỹ phụ sau khi mà tới gần nhìn bốn phía, đầu tiên nhìn qua Thiên Vận Tử, lại cẩn thận đánh giá Vân Tiên Đạo Lữ một chút, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười thiện ý, và cuối cùng thì hơi gật đầu với cả Vương Lâm, sau đó đi tới bên cạnh Hư Không Tử. Thiên Vận Tử vẻ mặt như thường nhưng mà lông mày cũng hơi nhíu chặt lại. Ở phía sau của thôn cô, phía xa tiến đến hai đạo thân ảnh, một lão già ngồi trên hồ lô và hắc y nam tử vẻ mặt băng lãnh. Lão già ngồi trên hồ lô thì mắt đảo qua trên người mọi người. Khi mà nhìn đến Vân Tiên Đạo Lữ thì con ngươi hai mắt co rụt lại, trầm mặc một lát, liền đi tới bên cạnh của Thiên Vận Tử. Về phần của nam tử kia không nói một câu đã đứng bên đoàn người của Vương Lâm. Vương Lâm liếc mắt về phía nam tử kia, đối với người này thì Vương Lâm thậm chí ngay cả một câu cũng chưa từng nói qua. Chỉ có điều trong mơ hồ hắn có thể cảm nhận được tính cách của người này quả thật rất là quái gở, lạnh lùng và cao ngạo, không thích tiếp xúc với cả người khác. Hắc y nam tử mắt đối diện với cả Vương Lâm lần đầu tiên mở miệng, bình thản nói: "Hãy mang ta đi theo." Vương Lâm có chút trầm ngâm gật gật đầu. Lúc này Cửu Long trận pháp ở dưới Tử Quang Trần Gặp chậm rãi chuyển động. Nhưng ngay tại khoảnh khắc này, đột nhiên một cỗ yêu diễm từ phía xa ầm ầm mà lao đến nơi đây. Trong thời gian ngắn, yêu quang nơi này tới gần hóa thành bóng người. Chỉ có điều bên ngoài thân thể này thì bị yêu khí lượn lờ không thấy rõ dung mạo, thậm chí ngay cả nam nữ cũng không thể nhận ra được.
Nhưng mà trong khoảnh khắc người này xuất hiện thì tâm thần Phương Lâm cũng lập tức khẽ động, bỗng nhiên nhìn lại. Lúc này nhân ảnh yêu diễm kia cũng đồng dạng nhìn về phía Phương Lâm, ánh mắt thù hận từ trong yêu khí lộ ra giống như lợi kiếm thẳng về hướng Phương Lâm. Chỉ một lát người này thu hồi ánh mắt không nói gì đứng bên cạnh của Thiên Vận Tử. Thiên Vận Tử vẻ mặt như thường hơi gật đầu nhưng mà ánh mắt của lão lại nhìn về phía xa. Trông có vẻ mặt như là một tia chờ mong vậy. Ở phía cuối ánh mắt của Thiên Vận Tử thì một thanh niên đầu trọc mặc y phục màu đỏ chậm rãi đi tới. Tướng mạo người này cực kỳ anh tuấn, trong mơ hồ càng lộ ra vẻ đẹp yêu dị. Trên đầu hắn trống trơn, không có một sợi tóc. Ở trên người này lại có tiên khí lượn lờ. Đợi người này đi tới, đầu tiên mắt nhìn về phía Vương Lâm cười nói: "Vương lão đệ, ta tới hơi chậm một chút." "Bối la." Vương Lâm vẻ mặt bình tĩnh gật đầu nói: "Không tính là chậm đâu, lúc này cũng vừa lúc thôi." Thanh niên đầu trọc này xuất hiện khiến cho ánh mắt của Hư Không Tử lập tức ngưng trọng, đồng tử lại co rút lại. Và không chỉ có lão mà ngay cả Vân Thiên Đạo Lữ kia trong mắt cũng lóe ra hàn quang. Chỉ có Thiên Vận Tử khóe miệng dần dần lộ ra một tia mỉm cười. Lúc này Cửu Long trận pháp vận chuyển, từng trận thiên khí vần quanh, dưới tiếng rít gào của 9 con tử long tạo thành trận pháp, tử quang phía trên trận pháp bỗng nhiên kịch liệt lóe ra, bao trùm toàn bộ phạm vi mấy trăm trượng. Hào quang lướt qua nháy mắt, thân ảnh mọi người đều biến mất. Tòa động phủ thứ 5 mở ra. Ngay cả nữ nhân của Thanh Xương cả đời cũng không được bước vào nơi này nửa bước. Tòa động phủ thứ 5 của tiên linh thiên cảnh này là chỗ tuyệt mật của Thanh Xương, có nghĩa là tiên đế Thanh Lâm. Lúc này theo tử quang trên không trung của tiên linh thiên cảnh tiêu tan thì tất cả mọi người đã biến mất đi bóng sáng. Ở trong tử quang kia thì Phương Lâm có một loại cảm giác giống như là thân thể bị đánh tan vậy, hóa thành vô số mảnh vỡ. Các loại cảm giác này rất là quỷ dị, nhưng lại không khiến hắn có nửa điểm đau đớn. Thời gian dường như là vĩnh hằng, nhưng mà trên thực tế chỉ trong nháy mắt, thân ảnh của Vương Lâm đã xuất hiện ở một nơi xa lạ. Nơi này là một mảnh hắc sa, liếc mắt thì nhìn không thấy tận cùng, kéo dài tới chân trời. Từng trận gió gào thét, đất cát trên mặt đất di động vô ý thức, khi thì xoay tròn qua lại, dường như gió lốc đi tới, đảo qua. Ngay cả bầu trời cũng là một mảnh hôn ám, dường như là có một tấm màn xám bao phủ. Nếu như là ngẩng đầu nhìn bầu trời quá lâu thì trong lòng sẽ nổi lên cảm giác áp lực lắm. Vương Lâm đứng ở trên đất cát màu đen nhìn bầu trời, vẻ mặt thì âm trầm. Thần thức của hắn tản ra, nhưng thần thức có thể bao trùm toàn bộ vùng đất yêu linh, không ngờ không thể phát hiện biên giới của nơi đây được. Trong phạm vi của thần thức chỉ có một mình Vương Lâm tồn tại mà thôi. Dường như tất cả mọi người tiến vào nơi đây đều bị phân tán ra, rất khó gặp được nhau. Vương Lâm trầm mặc, thân mình bay lên, nhưng mà khoảnh khắc kia hắn bay lên chưa tới 10 trượng thì lập tức sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Một cảm giác nguy cơ từ trên trời giáng xuống. Hắn không một chút do dự mà nhanh chóng phải hạ xuống. Mắt phải lóe lên thanh quang, lập tức thì quang thuẫn trong phút chốc xuất hiện ở phía trước. Ngay trong khoảnh khắc mà thanh quang thuẫn xuất hiện thì một đạo khí xám từ trên không trung hạ xuống, lao thẳng về phía Phương Lâm. Tốc độ của khí xám này thì quá nhanh, lập tức đụng phải thanh quang thuẫn. Ầm một tiếng, thân mình Vương Lâm lập tức lùi về phía sau. Ở trên mặt đất thì liên tục lui lại hơn 10 trượng, lúc này mới tạm dừng được. Vương Lâm mắt lộ ra hàn quang, không cần nghĩ ngợi mà tay phải nắm lại, trực tiếp mà đánh về phía trước một kích. Hư ảnh cổ thần biến ảo ra ở phía sau người. Lực lượng của một quyền này ẩn chứa cổ thần chi uy, va chạm với cả khí xám kia, lập tức bụp một tiếng, khí xám tan vỡ. Chỉ là sự tan vỡ của khí xám này chẳng những là không khiến cho Vương Lâm lơi lòng, mà ngược lại thì đồng tử trong hai mắt lại co rụt lại, lập tức rút lui về phía sau. Khí xám kia tan vỡ thì vẫn chưa tiêu tán, mà lúc này ở trong khoảnh khắc lại hóa thành hơn 10 đạo khí xám càng thêm dày đặc, từ hơn 10 phương hướng mà lao thẳng về phía Vương Lâm. Trong tiếng ầm ầm thì Vương Lâm không ngừng lùi về phía sau, nhưng mà tốc độ của những khí xám này cũng càng lúc càng nhanh, đuổi theo không bỏ, không ngừng đánh tới. Mặc dù toàn bộ đều bị thanh quang thuẫn ngăn cản, nhưng mà lực lượng mạnh mẽ xuyên qua vẫn làm cho thân thể Vương Lâm chấn động không ngừng. Vương Lâm liên tục lùi về phía sau, một mực thối lui ra ngoài ngàn trượng. Mắt thấy những khí xám kia lại một lần nữa tới gần, hắn há mồm phun ra một ngụm nguyên thần khí thẳng về phía khí xám.
Trong khoảnh khắc va chạm với nhau thì tay phải Vương Lâm nắm lại, lại đánh ra một kích về phía trước. Một quyền này làm bạo âm nổi lên liên tiếp. Trong tiếng ầm ầm thì hiện tượng khiến cho Vương Lâm phải hít sâu một hơi lại xuất hiện. Hơn 10 đạo khí xám tan vỡ nhưng mà lập tức lại hóa thành mấy trăm đạo, tràn ngập thiên địa giống như những ác thần nhằm về phía của Vương Lâm. Đây rốt cuộc là cái gì đây? Ra đầu Vương Lâm tê dại, lần đầu tiên hắn xuất hiện quyền lực phản chấn cũng không lớn, nhưng mà lần thứ hai này lại nổi lên lực phản chấn cực lớn. Hơn nữa hữu quyền đã có chút tê dại rồi. Mặc dù rất nhanh liền biến mất nhưng mà Vương Lâm cũng không dám đánh ra quyền thứ ba nữa. Trong khi mà cấp tốc lùi về phía sau thì thanh quang thuẫn nhanh chóng vờn quanh toàn thân của Vương Lâm, chống cự lại cái sự tấn công không ngừng của mấy trăm đạo khí xám đó. Ở trong sa mạc màu đen hoang dã này, thân ảnh Vương Lâm giống như một đường thẳng vậy, không ngừng bỏ chạy. Còn ở phía sau hắn thì mấy trăm đạo khí xám truy kích theo. Vương Lâm lùi lại phía sau, đất cát trên mặt đất bị vẽ ra dấu vết thật là dài. Thuấn di ở nơi này không có tác dụng, cho dù là xúc địa thành thốn của Vương Lâm cũng đã thi triển, mặc dù là có thể dùng. Nhưng mà hắn không biết tại sao, bất kể thi triển như thế nào khi mà xuất hiện thì vẫn ở chỗ cũ. Vừa mới tới nơi đây đã gặp phải thứ quỷ dị này sao? Vương Lâm cười khổ. Trong khi mà bỏ chạy, mắt thấy những khí xám này căn bản là không chết không ngừng truy kích, ánh mắt hắn liền lộ ra sát khí. Tay phải bấm quyết, Vương Lâm đột nhiên xoay người lại. Lập tức thì nhất chỉ thiên không, thấp giọng mà quát: "Hô phong!" Nếu lực lượng thân thể không thể phá hủy vật này thì Vương Lâm liền lựa chọn tiên thuật thần thông vậy. Trong hai chữ khoảnh khắc hô phong vang lên thì lập tức trong thiên địa u ám này liền có hắc phong gào thét hóa thành bốn con hắc long. Chỉ có điều ngay trong khoảnh khắc bốn con hắc long biến ảo ra thì trên bầu trời u ám bỗng nhiên biến đổi như là mặt biển sóng lớn mãnh liệt vậy. Liếc mắt nhìn lại, gần như hơn nửa bầu trời hiện ra vô số cùng với cả khí xám. Những khí xám này thì gào thét mà ra, hình thành một luồng gió khổng lồ màu xám nối liền cả thiên địa. Nó đảo qua một cái không ngờ quấn bốn con hắc long do hô phong hóa thành vào bên trong, dưới ánh mắt đờ đẫn của Vương Lâm. Vương Lâm ra đầu tê dại lại bỏ chạy. Phía sau hắn, gió xoáy màu xám kia thì theo khí xám không ngừng dung nhập vào trong càng lúc càng lớn. Và cuối cùng thì đã đạt tới mấy ngàn trượng, đuổi theo phía sau Vương Lâm. Vương Lâm trong khi bỏ chạy thậm chí đều có thể cảm nhận được hấp lực từ phía sau truyền đến. Và càng khiến cho Vương Lâm tâm thần chấn động chính là lốc xoáy đang không ngừng mở rộng. Và nơi nó đi qua không ngờ lúc nào cũng có khí xám từ trong thiên địa tràn ra dung nhập vào bên trong. Như vậy, càng truy kích, do xoáy này càng lúc càng lớn. Đây rốt cuộc là cái gì? Vương Lâm cắn răng, bên ngoài thân thể lập tức có cổ thần đỉnh biến ảo mà ra. Tâm niệm hắn vừa động thì cổ thần lực tràn ngập toàn thân dung nhập vào trong đại đỉnh. Dựa vào bảo vật của cổ thần, thân ảnh hắn lập tức biến mất, khi mà xuất hiện đã ở ngoài trăm trượng. Khoảng cách mặc dù chỉ có trăm trượng nhưng đối với cả Vương Lâm mà nói thì trước mắt đã có một sự quyết đoán. Khoảng cách trăm trượng đối với cả gió lốc kia mà nói thì chỉ là trong khoảnh khắc, căn bản không đủ để cho Vương Lâm bỏ chạy. Cho dù là liên tục thi triển thì cũng không tiếc tiêu hao cổ thần lực cũng chẳng có thể có hy vọng gì. Muốn chạy trốn thực sự nhất định là phải làm cho gió lốc xoáy đình chỉ lại, mà cho dù đình chỉ không lâu thì cũng sẽ cho Vương Lâm một tia hy vọng. Hắn đột nhiên quay đầu lại, tay phải vỗ vào túi chữ vật, lập tức có hơn 10 thanh đại kiếm gào thét mà lao ra. Khoảnh khắc hơn 10 thanh đại kiếm này xuất hiện, lập tức hình thành một trận kiếm lao thẳng về phía gió xoáy đang truy kích. Không kịp đau lòng thì trong khoảnh khắc hơn 10 thanh đại kiếm kia tới gần lốc xoáy, Vương Lâm liền quát to: "Kiếm bạo!" Và trong khoảnh khắc khi mà lời này vừa nói ra thì một thanh đại kiếm trong đó lập tức tản mát ra khí tức mang tính hủy diệt, nổ tung trong tiếng ầm ầm, hình thành vô số mảnh vỡ lao thẳng đến gió xoáy. Cùng với lúc đó, tất cả đại kiếm xung quanh gần như là đồng thời sụp đổ. Ở bên trong kiếm vỡ thì vô số mảnh vỡ quét ngang qua, mạnh mẽ nhảy vào trong gió xoáy, khiến cho tốc độ của gió xoáy kia hơi dừng lại một chút. Cổ thần đại đỉnh bên ngoài thân thể Vương Lâm lại nhanh chóng lóe lên, thân thể hắn biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện đã ở ngoài trăm trượng, gần như vừa xuất hiện cổ thần đại đỉnh lại lóe lên tiếp. Trong thời gian ngắn liên tục lóe lên 9 lần, Vương Lâm đã xuất hiện ở ngoài gần ngàn trượng. Nhưng vẻ mặt quán lại không có chút thoải mái. Gió xoáy phía sau ngừng lại một lát thì lại tiếp tục truy kích đến. Vương Lâm vẻ mặt chua xót, hắn cắn răng, tay phải hư không chụp một cái,
Lập tức ở trước người hắn bỗng nhiên xuất hiện một vết rách. Theo tay phải của Vương Lâm chộp tới, Diệt Thần Mâu hư ảo biến ảo mà ra trong từng trận điện quang màu đen. Tay Vương Lâm cầm Diệt Thần Mâu ném mạnh về phía sau. Diệt Thần Mâu lập tức tới gần gió xoáy, trực tiếp xuyên thấu tiến vào. Khí tức hủy diệt trên đó ầm ầm bạo phát, trong tiếng nổ ầm ầm giống như thiên địa đều đang chấn động vậy. Gió xoáy tan vỡ. Mượn thời cơ này, Vương Lâm không chút do dự mà lại thi triển Cổ Thần Đại Đỉnh, lóe lên, di động liên tục không ngừng, tiếp tục thi triển mấy chục lần nữa. Nhưng sắc mặt của hắn lại theo cảnh tượng phía sau lập tức trở nên tái nhợt. Tại vì ở phía sau Vương Lâm thì gió xoáy đã tan vỡ kia không ngờ lại giống như là khí xám, trong nháy mắt lại hóa thành mười mấy đạo gió xoáy lớn nhỏ, trong tiếng rít gào mà tiếp tục đuổi theo Vương Lâm. Đã nghĩ hết mọi phương pháp mà đều không thể làm cho gió xoáy này tiêu tan được, ngược lại thì lại càng công kích gió xoáy càng nhiều. Cái loại hiện tượng này cả đời Vương Lâm chính là chinh chiến vô số lần vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Với tu vi của hắn, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra gió xoáy này không phải là hư ảo mà mỗi một đạo đều là chân thật. Không thể đánh tan, không thể thi triển pháp bào, và ngay cả thần thông thì cũng không thể thi triển ra. Một khi gió xoáy này lại tan vỡ thì sẽ lập tức hóa thành mấy trăm, đến lúc đó làm sao có thể tránh được chứ. Gió xoáy kia càng lúc càng đến gần, lại không ngừng hấp thu khí xám ở trong thiên địa mà mạnh lên, dường như là không có lúc nào là ngừng lớn mạnh. Vương Lâm hiểu được cho dù là dùng Cổ Thần Đỉnh thì cũng chỉ có thể là bảo trì khoảng cách ngắn, một lúc sau khoảng cách rất nhanh sẽ bị thu hẹp thôi. Nếu không thể tránh thì ngạnh kháng vậy. Vương Lâm dứt khoát dừng lại, không để cho gió xoáy thời gian lớn mạnh. Trong khoảnh khắc hắn dừng lại thì cổ thần lực ầm ầm tràn ngập toàn thân, trong cơ thể hắn chuyển ra tiếng bang bang. Chỉ trong chốc lát thân thể Vương Lâm đã biến lớn vô hạn. Cổ thần chân thân lại xuất hiện. Thân thể mấy trăm trượng của Vương Lâm như là có một tay chống đỡ thiên địa, năm cái cổ thần tinh điểm vần quanh trên mi tâm. Trong khoảnh khắc hơn 10 đạo gió xoáy kia gào thét mà tới thì Vương Lâm gầm lên một tiếng kinh thiên. Hắn không chạy trốn nữa, mà trong khi cất bước, cổ thần đại đỉnh bên ngoài thân thể lại lóe lên. Cả người bỗng nhiên biến mất, khi mà xuất hiện đã ở phía trước một đạo gió xoáy. Ở chỗ sâu nhất ở trong tòa động phủ thứ 5 của Tiên Linh Thiên Cảnh có một chiếc cầu gỗ, nước dưới cầu đen kịt, chốc chốc lại có u ảnh dữ tợn. Ở chỗ sâu ở trong tòa động phủ thứ 5 của Tiên Linh Thiên Cảnh có một chiếc cầu gỗ, nước ở dưới cầu màu đen, chốc chốc lại có u ảnh dữ tợn trôi nổi mà qua. Ở trên cầu gỗ kia có một người đang khoanh chân ngồi. Người này nhìn không rõ tướng mạo, mơ hồ có thể nhìn thấy giống như toàn thân mặc một bộ áo giáp, một màn xương đen nồng đậm đến cực điểm bao phủ, lộ ra ma khí âm u. Ma khí này dày đặc khiến cho chỗ người này giống như là ma vực vậy. Thân thể quán vẫn không nhúc nhích, thủy chung đều khoanh chân ngồi. Ở trước người hắn thì nổi lơ lửng một cái bình nhỏ, miệng bình có một nút gỗ đóng lại, nhìn không thấy vật được bên trong. Rốt cuộc ai sẽ là người thứ nhất đi tới? Không biết là đã bao nhiêu năm chưa có nhấm nháp máu thịt của thường nhân rồi. Bóng người trong màn xương đen chậm rãi mở hai mắt, lộ ra một vẻ khát máu điên cuồng. Hắn liếm liếm môi, phát ra thanh âm khàn khàn giống như là xương cốt ma sát với nhau vậy.